Và con thì đây là cái vườn chanh dây của anh Đoàn Văn Đâu ở thôn 7, xã E Rông, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thì cái vườn này của anh Đâu á, thì nó mới được có 4 tháng tuổi thôi, trái rất là sai và xanh tốt đẹp. Thì bên Trái Cây Mùa Đắk Lắk đã cho kỹ thuật hỗ trợ tư vấn kỹ thuật tại vườn đối với anh Đâu. Thì qua cái vườn này thì anh nói anh có trồng được 110 gốc, thì đây là mới 4 tháng mà trái rất là sai, vì lý do là anh chăm sóc rất là tốt và đầy đủ phân bón. Thì qua như kiểm tra vườn á, thì mình thấy rằng á, vườn của anh chỉ bị tình trạng là tóp trái mềm trái vào lúc 12 giờ á, hoặc 1 giờ chiều á, là trái nó bị mềm tóp và có hiện tượng là bị phấn trắng nhưng mà rất là nhẹ. Thì với cái việc mà 4 tháng tuổi này bị phấn trắng và tóp trái mềm trái á, thì mình cũng cho anh Đâu khắc phục. Thì vườn mới bị chớm bị á, thì khắc phục rất là nhanh và khỏe. Thì với anh Đâu này anh Phòng á, theo bên Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk hướng dẫn á, thì nó rất là dễ. Thì đây là cái vườn chanh dây, mình quay cụ thể bà con xem. Thì đây nông dân anh Đâu ảnh tưới nước, hai vợ chồng tưới nước rất là chu đáo và cẩn thận. Thì với 110 gốc này, nếu mà hai vợ chồng anh chăm sóc chu đáo và phòng bệnh kỹ càng theo như quy trình bên Trái Cây Mùa Đắk Lắk á, thì tầm giá hai chồng này thu lợi nhuận cũng tầm từ 30 đến 40 triệu. Đó là trừ cả chi phí đã chi vào cái vườn chanh dây này. Thì trái rất là đẹp và xanh. Thì những trái đây mình quay cho bà con xem á, thì hầu như là nó bị phấn trắng thôi, mức độ rất là nhẹ. Thì việc phấn trắng này xử lý thì rất là nhanh, nó sẽ không có gây khó khăn gì với bà con nông dân chúng ta. Thì chúng ta phun thuốc tầm từ 2 đến 3 lần phòng bệnh thì nó sẽ hết thôi. Thì qua đây mình cũng hướng dẫn cho anh Đâu á, là sử dụng một số thuốc như là thuốc nhúng màng để phun định kỳ cho cái con côn trùng không tới gây hại và chết hút trên trái của anh, để gây hiện tượng mà trái nó bị nổ á, hay là bị u sưng gì đó, hay bị gia cốc. Thì đó là cái việc đầu tiên là anh phải phun côn trùng nhúng màng. Còn cái thứ hai nữa là anh phun cái thuốc Nobita và Isobin của Nhật Bản bên mình, để cho nó trái nó không bị mềm tóp, vì nó cung cấp đầy đủ canxi, bo và chống rụng trái, đẹp trái, bóng trái. Thì hai cái này là cái quan trọng nhất. Và cái thứ ba đó mình tiến hành cho anh Đâu đó là đổ gốc, để duy trì được cái gốc chúng ta phòng bệnh không bị là cổ rễ này, chết nhanh này, như hiện tượng ở cái tiêu đó. Đó là đối với cái vườn của anh Đâu. Thì hồi nãy giờ mình quay bà con xem á, thì đây mới 4 tháng, thật chất ra nói 4 tháng mà con sẽ không tin, nhưng chanh dây chúng ta chọn đúng giống, chăm sóc đúng kỹ thuật á, thì 4 tháng á nó sẽ có trái bói, 3 tháng đã cho trái bói rồi, vườn này mới 4 tháng là có trái bói. Thì mình quay như thế này á, thì bà con mới thấy rõ được cái tiềm năng của cây chanh dây. Khi chúng ta phòng bệnh từ lúc đầu á, thì nó sẽ rất là tốt và nó sẽ không bị bệnh. Với clip này mình quay hơi nhanh cho bà con xem một xíu, vì cái trời cũng nắng nóng. Tuy việc nắng nóng nhưng mình cũng quay và hỗ trợ cho hết mình với bà con nông dân, và cái tình hình tư vấn tại vườn, xem từng gốc, từng vườn chanh dây, từng mô hình đối với nông dân chúng ta. Thì đây là những cái trái mình quay cho bà con xem đó, thì nó cũng hơi mềm tóp đó. Thì bà con chúng ta thì ai cũng muốn chanh dây chúng ta được đẹp, hoàn hảo và không bị bệnh, phải đáng được giá thành cao. Và cái thứ hai nữa là cho năng suất nhiều, đỡ tốn chi phí công cán, chúng ta chăm sóc nhiều mà chúng ta thu lại lợi nhuận về không. Thì đây là cũng là cái vườn chanh dây tơ được cái gia đình của anh Đâu á chăm sóc rất là kỹ, nước non rất là đầy đủ, cỏ cây cũng rất là sạch sẽ, mương thoát nước cũng đầy đủ hết. Nói chung là mình quay hết nãy giờ con thấy chỉ có 110 cây chanh dây thôi. Nếu chúng ta làm chăm sóc kỹ thì thu lợi nhuận cũng rất là cao. Tiền kẽm, tiền vàng thì cũng tầm 2 triệu thôi, tiền giống tầm 4 triệu là 6 triệu. Nói chung là chi phí ban đầu chúng ta đầu tư khoảng tầm 6 triệu cho một sào chanh dây, đó tiền giống và tiền kẽm. Còn tiền trụ thì với mô hình này anh áp dụng là toàn bộ là trụ gỗ, trụ tre tự chống thôi. Thì cái này anh thay phiên nhau chống thì nó cũng đỡ. Cái này một thì chúng ta chống liền luôn, chống tình trạng có sập đổ hay gãy gì đó. Thì qua clip này mình cũng quay bà con xem về cái mô hình của anh Đâu, và anh cho biết rằng thì một số trái cũng có hiện tượng bị côn trùng chích hút rồi, bông cũng rất là sai và lứa đều đẹp. Thì vườn chanh này hầu như là bà con chúng ta nhìn vào sơ sơ thì thấy chưa bệnh gì hết, cũng không cần phòng. Nhưng mình khuyên bà con nên phòng đi, vì mùa mưa nắng nó thất thường lắm, nên phải phòng từ A tới Z hết, để cho cây chanh dây chúng ta đạt được năng suất cao. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo về cái bên Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.